Hi, xin chào bạn. Ở cấu trúc rẽ nhánh thì có hai loại. Ở bài cấu trúc rẽ nhánh if else, chúng ta đã tìm hiểu loại đầu tiên. Và hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu loại còn lại là cấu trúc rẽ nhánh switch case trong C#. Để đọc hiểu bài này tốt nhất, các bạn nên có kiến thức cơ bản về các phần trước thôi, tóm lại các phần cơ bản trước 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 đó. Nào là biến, kiểu dữ liệu, tán tử, ép kiểu. Trong bài học này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các vấn đề cấu trúc switch case dạng thiếu và dạng đủ. Ví dụ chương trình sử dụng cấu trúc switch case. Rồi, chúng ta sẽ đi vào phần đầu tiên, cấu trúc switch case dạng thiếu. Cú pháp mở lên cho dễ coi. Đây. Dạng thiếu. Thì bạn thấy cú pháp nè, switch, từ khóa switch thêm cái biểu thức gì đó, nhớ có mặt tròn nha, nhớ có mặt tròn nha. Giống như if thôi, coi những cái này là if đi ha. If mở mặt tròn biểu thức. Nhưng biểu thức này không phải là đúng hay sai mà nó còn rộng hơn nữa. Mà ở đây á nó có thể là nó có thể như là số 1, số 2, số 3. Nó có thể là kiểu số nguyên, kiểu số thực, kiểu số bool hoặc kiểu gì đó, chúng ta sẽ nói kỹ hơn. Và trong đây mở ra một cái tầm vực, mở ra một cái tầm vực ngoặc nhọn á, có rất là nhiều case. Case, case, được không? Case thứ nhất, case thứ hai, case thứ ba. Với mỗi cặp case như vậy sẽ có thêm một chữ break. Được chưa? Case rồi giá trị thứ nhất, tức là có nghĩa là xét thử cái biểu thức này giá trị của nó là bao nhiêu, giá trị nào phải lên hay không. Nếu nó thỏa mãn giá trị này hai chấm thì thực hiện câu lệnh, được chưa? Bao nhiêu câu lệnh cũng được, rồi xong break, tức là biểu thị rằng kết thúc cái trường hợp đó, được không? Rồi sau đó nếu có trường hợp thứ hai thì làm tương tự với giá trị thứ hai, giá trị thứ ba, giá trị thứ tư. Ok. Và trong cái cấu trúc này, từ khóa switch và từ khóa case là từ khóa bắt buộc phải có. Break là một lệnh nhảy, ý nghĩa của nó là thoát ra khỏi cấu trúc vòng lặp chứa nó, thoát ra khỏi cấu trúc chứa nó, thoát ra khỏi vòng lặp chứa nó. Thì ở đây cụ thể là thoát ra khỏi cấu trúc chứa nó. Vòng lặp thì chúng ta sẽ xem ở bài go to hoặc là bài sau đó thôi, hoặc là những bài ở vòng lặp. Ok. Ngoài break ra vẫn còn lệnh nhảy khác như là go to, nhưng ít được sử dụng. Chi tiết về lệnh go to sẽ được nói ở bài go to. Vì trong cấu trúc switch case chủ yếu sử dụng lệnh break, nên mình cố tình để lệnh break vào trong cú pháp này thay vì ghi chung chung là lệnh nhảy, đúng không? Tại vì nó có thể sử dụng rất là nhiều lệnh khác nhau, không nhất thiết phải break. Nhưng cấu trúc chung của switch case thường là sử dụng break. Lưu ý nha. Phần biểu thức thì phải là kiểu, phải là biểu thức trả về kết quả kiểu là số nguyên, ký tự hoặc chuỗi hoặc kiểu liệt kê. Số nguyên như là in, long, by, số nguyên nha, không phải số thực nha, số nguyên nha, phải là số nguyên. Ký tự hoặc chuỗi như là char hoặc string, và kiểu liệt kê là kiểu enum, được trình bày trong bài enum. Giá trị thứ nhất là giá trị muốn so sánh với giá trị của biểu thức. Cái này mình đã nói rồi. Giá trị thứ y là giá trị muốn so sánh với giá trị thứ y. Được chưa? Đơn giản ha. Ý nghĩa của lệnh switch case đó là duyệt lần lượt từ trên xuống dưới. Duyệt lần lượt từ trên xuống dưới và kiểm tra xem giá trị của biểu thức có bằng với giá trị thứ y hay không. Đơn giản thôi. Nếu bằng thì thực hiện câu lệnh tương ứng. Lưu ý nha, có một số lưu ý nè. Giá trị thứ y phải có kiểu dữ liệu giống với kiểu dữ liệu của giá trị biểu thức. Câu lệnh thứ y có thể gồm nhiều câu lệnh và không nhất thiết phải đặt trong cặp dấu ngoặc nhọn hay còn gọi là tầm vực. Nhưng tốt hơn bạn nên đặt trong dấu ngoặc nhọn để có từ rõ ràng hơn. Nếu case đang xét không rỗng thì bắt buộc phải có lệnh nhảy. Cụ thể là lệnh break. Sau đó, mình có một cái ví dụ cho bạn coi ha. Đây. Mình có một cái ví dụ về switch case. Mình có một biến k bằng 10. Mình có một biến k bằng 10. Switch k trường hợp là bằng 3 thì cô show ra line how cái tim break. Trường hợp bằng 9 cô show ra line cái tim, tức là nó sẽ kiểm tra giá trị của k nè. Bạn có thể hiểu là kiểm tra giá trị của k này, nếu thỏa mãn trường hợp này thì làm chuyện này xong ngắt ra ngoài, ngược lại thỏa mãn trường hợp này thì làm chuyện này ngắt ra ngoài, ngược lại thỏa mãn trường hợp này làm chuyện này ngắt ra ngoài. Đơn giản thôi, kiểm tra giá trị này xem thử thỏa mãn hay không, nếu thỏa mãn thì làm, nếu thỏa mãn thì làm, nếu thỏa mãn thì làm. Được không? Lưu ý ha. Đó. Thì chúng ta thấy k ở đây bằng 10. Thì vào đây nè, nó sẽ vào đây. Kiểm tra k coi. K là bằng case 3. Kiểm tra. Nó không thỏa mãn với 3 nên không đi vào đây. Case 9 nó có bằng 9 hay không? Không bằng 9 nên không vào đây. Nhưng nó bằng 10, nó sẽ đi vào đây. Ok. Như vậy ha. Mình sẽ thử nha. Cho thầy cái console rất like vô. Console.wiki. Khi rất like cũng được nha. Rồi chạy thử nè. Đó, free location.
Bạn coi có phải không? K bây giờ là bằng 10. K bây giờ bằng 10. Được chưa? Rồi trường hợp nè, nó ra phi location nè, là bởi vì nó bằng 10 đấy. Nếu như mình sửa là bằng 9 thì sẽ in ra chữ cây tim. Nếu nó bằng 3 thì sẽ ghi ra chữ hao cây tim. Đơn giản đúng không? Suitcase đơn giản vậy thôi. Đó. Rồi ở đây mình có một cái lưu đồ minh họa cho các bạn thấy để dễ dàng. Nè, đi vào cấu trúc nè. Biểu thức nè. Biểu thức là gì? Rồi, kiểm tra coi. Nó có bằng giá trị thứ nhất hay không? Kiểm tra coi nó có bằng giá trị thứ nhất hay không? Nếu có thì thực hiện câu lệnh thứ nhất. Được không? Rồi. Có lệnh break thì đi ra ngoài. Không có lệnh break, thực hiện câu lệnh thứ hai, thực hiện câu lệnh thứ ba. Được chưa? Rồi, nó có bằng giá trị hay không? À, nếu bằng không có bằng giá trị thứ hai hay không? Nếu có thì thực hiện câu lệnh thứ hai, có lệnh break thì đi ra ngoài, không thì thực hiện tiếp. Chưa? Chú ý là trường hợp không có lệnh break như trong hình đồng nghĩa với việc case nó rỗng, không có câu lệnh thực hiện, được không? Nếu như không có lệnh break ở đây có nghĩa là cái câu lệnh thì không có. Chưa? Lưu ý nha. Đối với case cuối cùng dù có câu lệnh thực hiện hay không vẫn phải có lệnh break để thoát khỏi cấu trúc. Tức là case cuối cùng phải có lệnh break để thoát khỏi cấu trúc. Được không? Cho các bạn coi. Không, ở đây không có rồi. Đây. Có một cái ví dụ ở đây. Được. Ví dụ này mình coi rồi, bây giờ mình sẽ có một cái ví dụ cho các bạn thấy. Giả sử chỗ case này mình bỏ chỗ này đi. Không, mình bỏ chỗ này luôn. Được chưa? Mình bỏ đi ha. Rồi. Thì chỗ này có nghĩa là trường hợp là 3 hay là 9 nó sẽ đi vào đây hết. Trường hợp là 3 hay là 9 nó đều sẽ phải đi vào đây. Bạn hiểu không? Chưa? Là trường hợp mà không có lệnh break nè, là trường hợp không có lệnh break. Còn nếu có lệnh break thì sẽ thoát ra. Nhưng mà không có lệnh break nó sẽ đi vào đây. À, có nghĩa là cứ tưởng tượng giống như kiểu là case trồng case vậy đó, nhưng không phải là trồng nữa, mà là nó cùng một lần xét hai cây, nó sẽ là hai trường hợp luôn. Trường hợp là 3 cũng được, 9 cũng được, nó sẽ đi vào đây. Chỉ vậy thôi. Đơn giản ha, bây giờ mình sẽ thử nè. 3 nha, để số 3 nha. Vậy nè. Được không? Đều là chữ cây tim nè. Mà để số 9 thì sao? Nó cũng ra cây tim luôn. Đơn giản ha. Đó. Đơn giản vậy thôi, không khó gì. Rồi, sẽ nói lại, không xài nó nữa. Tiếp. Đó là switch case dạng thiếu. Còn dạng đủ thì sao? Cú pháp switch ha, cú pháp biểu thức cây y chang như vậy. Nhưng nó có thêm một cái nữa là default. Default ở cuối ha, là switch case default là những từ khóa bắt buộc. Biểu thức gì đó những cái kia đều biết hết rồi. Chỉ có thêm một cái ở đặc biệt ở chỗ default này chúng ta cần đủ chú ý thôi ha. Chúng ta cần chú ý chỗ default thôi. Có nghĩa là ở chỗ default nha, mình sẽ mở ra đây luôn cho dễ đọc hơn, mình chỉ khó đọc quá. Đây, y chang như trên ha, nhưng chỗ default nào là nếu như không thỏa tất cả điều kiện này, cỡ nào thì cỡ nó cũng sẽ vào đây. Còn ở dạng trên á, giả sử không có default này, thì nếu không thỏa điều kiện này ở đây hết thì nó không làm gì. Nhưng có thêm default có nghĩa là nếu tất cả các điều kiện ở trên không thỏa mãn thì tôi sẽ đi vào câu lệnh default. Được không? Nhẹ nha. Và switch case này chỉ có một default thôi nha, lưu ý nha. Rồi đó, đơn giản. Chúng ta hãy cùng xem thử cái lưu đồ nha. Đó, cũng bị chen trên, chỉ có một cái nè. Không có gì đó, câu lệnh mặc định. Nếu không làm gì hết thì nó sẽ đi vào câu lệnh mặc định. Chưa? Về cơ bản thì cách thức hoạt động hai thằng khác nhau nè. Ấy, hai thằng giống nhau nè. Chỉ khác một điểm là dạng đủ thêm dòng default. Được chưa? Đó, chỉ vậy thôi. Nếu không thỏa mãn các trường hợp trên sẽ thực hiện câu lệnh. Đó, đơn giản. Mình sẽ ví dụ cái cho bạn coi. Đó là 8 đúng không? Chạy một cái là thấy liền nè. Đó là connecting to hai cơ tim. Được không? Là do nó không thỏa mãn bất kỳ trường hợp nào trong đây. 8 không thỏa 3, không thỏa 9, không thỏa 10 thì chắc chắn nó sẽ đi vào default. Ok. Thì kỳ đơn giản ha. Rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ đi vào phần ví dụ. Một cái ví dụ của switch case để cho các bạn nắm kỹ hơn một chút. Mình có một cái ví dụ ở đây, chắc mình phải có một cái sơ đồ như thế này. Thì ví dụ là viết chương trình tính năm âm lịch từ năm dương lịch đã nhập. Viết chương trình tính năm âm lịch từ năm dương lịch đã nhập. Thì thuật toán tính năm âm lịch á, năm âm lịch là bằng can cộng chi, vì thế cần tính được can chi, sau đó ghép lại là xong. Thực sự cái này thì một số bạn sẽ không hiểu đâu. Thì cơ bản công thức á, mình cần một cái công thức, cần một cái công thức tính. Và công thức của nó là tìm phần dư của phép chia năm dương lịch chia cho 10. Đây là cái bảng để mình tra. Đây là một cái bảng để mình tra cái chuyện đó. Như là năm dương lịch chia cho 10 ha. Thì chia cho 10, nếu như là không thì là canh, tân, nhâm quý, giáp, ất, bính, đinh, mậu, kỷ gì đó. Được không? Nó cứ như vậy. Rồi tính chi nha, cái này là cái tính can. Cái tính can, tính chi là tìm phần dư của phép chia năm dương lịch cho 12. Nói chung là chia 10 rồi chia 12 ha.
Thân, Dậu, Ất, Hợi gì đó, xong nối hai thằng lại bạn sẽ ra kết quả Can cộng Chi, như là Giáp Tuất rồi Quý Dậu rồi bla 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 bla, được không? Thì bây giờ mình sẽ có cái ví dụ cho bạn coi. Ở đây đầu tiên ha, mình tạo ra một biến để lưu năm lại, mình để mặc định, mình để mặc định kiểu chuỗi Can là rỗng, Chi là rỗng để mình có thể sử dụng được. Nếu bạn không khai báo dữ liệu trước bạn sẽ bị lỗi, được không? Rồi mình sẽ yêu cầu người ta nhập cái năm người ta vào ha, năm bằng gì đó mình đặt vô, được không? Cái này là lười nha, cái này là lười nè, thanh niên lười nè. Lưu lại mình nhập được cái năm vô ha, nhập được cái năm xong ép kiểu qua kiểu in. Giờ mình nhập năm vào từ kiểu chuỗi mình ép thành kiểu in để bắt đầu đưa vào năm. Rồi tiếp mình sẽ lấy ra cái can ha, là với trường hợp nè, với trường hợp năm dương lịch mà chia dư cho 10, nếu như không thì là canh, dư một là tân, bla 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 bla, quý vị bạn lưu lại chưa. Rồi mình tìm chi, tìm chi thì chia cho 12, quý vị mình ra được cái bảng như thế này, Swiss case chưa. Rồi mình sẽ viết ra nè, năm gì đó có năm âm lịch là, thì năm với giá trị là dia có năm âm lịch là can cộng với chi, mình nối nó lại là xong chưa. Viết ra màn hình đơn giản thôi, bạn nhìn nó có vẻ phức tạp nhưng thực sự nó cực kỳ đơn giản. Đấy. Mời bạn nhập năm bất kỳ 1994. Ok, năm 1994 có năm âm lịch là Giáp Tuất. Thấy không? Rồi, thử cái này nha. Nào. Năm 1993 làm cái 1993 có năm âm lịch là Quý Dậu. Bây giờ mình thử một năm khác mà chắc là sẽ gần với mấy bạn thử ha. Thử 1998 sẽ năm Mậu Dần, đúng không? Đó. Thì chắc chắn đúng. Thuật toán của chúng ta cực kỳ đơn giản như vậy thôi. Không có gì phức tạp cả. Đó. Các bạn thấy những cấu trúc như thế này cực kỳ đơn giản. Không có gì phải khó khăn cả, bạn đã nắm được phần if else rồi thì Swiss case nó khá là đơn giản. Nhưng các bạn nhớ lại cái lưu ý nha, một lưu ý mà có thể các bạn sẽ rất là dễ bị gặp. Đó là Swiss case, cái phần biểu thức của nó chỉ cho phép số nguyên, kiểu ký tự là kiểu cha hoặc là kiểu string và kiểu liệt kê. Số nguyên, kiểu chuỗi, kiểu ký tự, kiểu liệt kê. Kiểu liệt kê là enum, enum sẽ được nói ở bài enum. Lưu ý nha, cho nên các bạn đừng có để mấy kiểu như là if else, thật sự kiểu bool đưa vào cũng được nha. Kiểu bool đưa vào cũng được. Lưu ý nha, kiểu bool đưa vào cũng được, nhưng trong cái case này chỉ có một là true hay là false thôi. Ok. Bạn không thể đưa kiểu số thực vào, bạn không thể đưa một nùi kiểu khác của bạn bên ngoài vào được. Đây là giới hạn của Swiss. Chưa? Nội dung bài này giúp bạn nắm được cấu trúc Swiss case dạng thiếu dạng đủ, viết chương trình sử dụng cấu trúc Swiss case. Bài học sau chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một khái niệm tiếp theo, đó là kiểu dữ liệu object trong C#. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của mình để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên luyện tập thử thách không ngại khó. Cảm ơn các bạn. Nó sẽ mở ra một cửa sổ như thế này. Rồi sau đó các bạn chọn option ở đây. Một lưu ý là nếu như bạn nào mà bấm vào file mà các bạn muốn quay lại á, các bạn không muốn chọn option này nữa, các bạn